Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả bạn. Xin lỗi quý vị là hôm nay mình đang lái xe, nhưng mà khi nghe tin ấy, chị Nguyễn Phương Hằng không lên mạng nữa, không livestream nữa, không tổ chức những cuộc gặp mặt như cái hôm vừa rồi, thì mình thấy nhiều người rất là buồn và nhiều người thất vọng. Đối với mình ấy thì mình lại thấy bình thường. Nhưng mà trước khi làm điều đó thì chị lại thêm 10 tỷ nữa. Có nghĩa là đấy, là như hôm qua mình đính chính ấy, là 25 tỷ. Tiền đó là tiền của vợ chồng anh Dũng Lò Vôi và của chị Nguyễn Phương Hằng, cũng như của công ty Đại Lam và nhân viên. Thì cái chuyện đó thì mình nghĩ theo một cái hướng rất là tích cực như sau. Các bạn phải thử nghĩ xem, chị Hằng bây giờ thì sau một thời gian ấy đi tù, bây giờ ra tù rồi, cũng muốn có một cái thời gian để mà quay trở lại cái cuộc sống bình thường, mặc dù là chị đã nhận lại tất cả các chức vụ ở Đại Lam để quản lý và điều hành, và đặc biệt là cũng phải sao sát lại cái cuộc sống của mình, nghỉ ngơi vân vân vân, nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống, làm việc ấy, thì chúng ta cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với chị. Còn trên không gian mạng bây giờ ấy, thì rõ ràng là những cái gì chị làm, đặc biệt liên quan đến cái giới văn nghệ sĩ hay từ thiện ma ấy, thì quá đỉnh rồi. Có nghĩa là chúng ta đã thấy một cái bộ mặt rất thật của cái đám lợi dụng vào vấn đề tôn giáo, hay là lợi dụng vào vấn đề gọi là từ thiện để mà trục lợi. Thì cái bộ mặt thật đấy, và đặc biệt nữa là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà chính điều này là chị Nguyễn Phương Hằng chị cũng nói đã được gọi là người dân tin tưởng trở lại. Mình phải nói rằng là như vậy, tại vì trước đó, rất nhiều năm trước đó thì rất nhiều những cái sự việc không đúng, mà khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt làm từ thiện, của người dân làm từ thiện ấy, thì có những cái tắc trách, có những cái sai lầm chứ không phải là không có, và làm đi mất lòng tin của người dân Việt Nam, cũng như của bà con ở hải ngoại, cũng như những người mạnh thường quân. Mà giờ phút này thì tất cả mọi người đã có lòng tin tuyệt đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mà thay mặt cái khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta làm những cái công việc liên quan đến vấn đề thiện nguyện, liên quan đến vấn đề từ thiện, liên quan đến vấn đề cứu trợ, thì đã đỉnh cao quá rồi. Thì đấy là một công rất lớn. Thực ra chúng ta phải hình dung này, chị Hằng làm được việc rất là lớn đấy, chứ không phải gì đâu. Và thứ hai là ngoài cái việc đó ra thì chúng ta thấy được là cái sự hy sinh rất là to lớn của một người phụ nữ như chị Nguyễn Phương Hằng. Đấy, mặc dù rằng là chúng ta phải biết cái sự thực, chị Nguyễn Hằng là chị Tuyền ngày xưa. Chị Tuyền ngày xưa thì chị là một người trẻ, và chị là một người có tài chính. Có tài chính ở đâu? Từ nước ngoài về, người chồng vân vân. Chúng ta không nên đi sâu vào đời tư cá nhân của chị, nhưng chúng ta thấy rằng chị có tiền. Cái chuyện mà chị đấy yêu hay là ở với một người đàn em thân cận của Lam Cam là đúng sự thực, chứ không phải là bù nhí của Lam Cam vân vân. Và chị có tham dự mua nhà, mua cửa, và lúc đó thiếu tiền thì chị có nhờ cái anh ở cùng này, anh ấy gọi là vay hộ tiền để mà mua thêm tiền nhá, vay thêm tiền để mà mua cái nhà, chứ không phải là tiền của anh này. Nhưng mà anh này với lòng tham, nói chung là của thằng đàn ông hèn nhát, bỉ ổi, định cướp trắng tay của chị Nguyễn Phương Hằng, và chị đã kiện cáo và là thắng. Các bạn nhớ được, và ông kia đã đi tù vì cái tội chiếm đoạt tài sản đấy, cố tình chiếm đoạt tài sản. Và đặc biệt nữa thì quý vị phải biết rằng là chị Nguyễn Phương Hằng sau đó thì với cái tài năng thiên bẩm của một người kinh doanh, mặc dù chị lớn lên trong một gia đình không có điều kiện đâu, và chị đã gọi có một cái tài sản cách xù trước khi biết ông với anh Dũng Bình Dương, và chị đã đổi tên năm 2010 là Nguyễn Phương Hằng đấy quý vị. Có nghĩa là chúng ta phải nắm rõ về cái tình hình tài chính. Có nghĩa là chị Nguyễn Phương Hằng đến với ông Dũng Lò Vôi, tuy ông Dũng Lò Vôi là một người rất là giàu, một đại gia, nhưng lúc đó chị Nguyễn Phương Hằng cũng có tiền, và nhiều tiền là khác, chứ không phải là ít tiền nhá. Nói chung là ở đây mình nói là môn đăng hộ đối đấy. Có cả hai người đến với nhau, và ông Dũng Lò Vôi lúc đó cũng có vợ có con rồi. Nói chung là hai người thì là có những cái mảnh đời trước rồi, thì nhưng mà cảm mới đồng cảm và đến với nhau. Đấy, quý vị phải biết điều như vậy. Đó là cái cuộc sống nó diễn ra rất là bình thường. Và chị gây dựng cái Đại Lam, chị sau khi mà chị tiếp quản và xây dựng cái Đại Lam, các bạn hãy nhớ là trước đó vào cái năm đó thì Đại Lam đang dần đi xuống, mình phải nhìn rõ. Và khi chị tiếp quản với cái tài thiên bẩm của một người phụ nữ tài hoa, chị đã gây dựng nên cái Đại Lam bây giờ là một trong những công ty khu vui chơi giải trí rất là tốt, chưa nói đến những khu để làm công nghiệp vân vân vân. Cái đấy thì chúng ta về cái cá nhân của chị thì không nói nhiều. Đấy, đặc biệt nữa Dương vẫn phải khẳng định một điều như này này,
Nói gì thì nói, chị Nguyễn Phương Hằng và anh Dũng Ngọc Vui là những người làm từ thiện rất nhiều, làm từ thiện từ những cái thời nào rồi mà chúng ta còn chưa biết đấy. Cho nên là chúng ta không bao giờ có quyền luôn phán xét về cái vấn đề làm từ thiện của anh chị, và chúng ta chỉ có nghĩa là tuyệt đối tin tưởng và cầu chúc cho anh chị càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, để sao để làm những cái công việc tốt đẹp, đẹp đạo đẹp đời. Đấy là những việc tốt của chị Nguyễn Phương Hằng. Thế còn tại sao mà có những cái khoảng thời gian Dương luôn luôn mong muốn khuyên chị Nguyễn Phương Hằng là không nên đi quá đà, tại vì trong luật pháp của Việt Nam của chúng ta ấy, phải nói thật với quý vị, cái việc mà chúng ta ấy, quá trớn mà đi quá cái có giới hạn của cái quyền công dân của chúng ta thì chúng ta sẽ vô hình chúng ta vi phạm pháp luật và chúng ta không biết. Thì đôi khi có những người luật sư cứ tưởng những cái chuyện đó là không có, nhưng mà trong chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh thực tế thì cái sự việc đấy là có. Và chúng ta là người yêu quý chị thì chúng ta phải khuyên chị hay là nói chị cô dân mạng. Thì nhiều kẻ thì nhiều người cũng hiểu đấy, cứ bảo chị Nguyễn Phương Hằng chị thiếu gì những người tư vấn về luật pháp, chị thiếu gì tiền, vân vân vân. Như thưa các bạn, ở trên không gian mạng nó có những cái vấn đề mà chúng ta không thể hình dung nổi, có nghĩa là chúng ta bị cuốn lúc nào chúng ta không biết đấy. Đấy là những thứ mà cuốn đến nỗi một lúc mà chúng ta lại bon miệng đi xa. Bon miệng ở đây là gì? Là chúng ta sống đúng bản năng của một phần con ở trong cái phần con người đó, có nghĩa là luôn bản năng nó trỗi dậy thì chúng ta thích gì nghĩ đấy, mà chúng ta không suy nghĩ cặn kẽ liên quan đến vấn đề yếu tố pháp lý của luật pháp. Và chính Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá cho ai làm. Thì đó là những thứ mà chúng ta nhìn thấy cái sự việc đã xảy ra, chứ không phải là chúng ta vẽ ra, là chúng ta theo dệt cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà tự chung lại thì cái chuyện mà chị Nguyễn Phương Hằng ấy, mà chị gọi là vạch mặt ông Võ Hoàng Yên ấy, thì là đúng 100% sự thật. Ông này ông lợi dụng, thật sự là ông lợi dụng. Nếu mà kể cả tính về khoa học ấy, thì nhiều cái việc ông đang làm nó người bình thường làm được thôi. Tại sao đến bây giờ ấy, các bạn thấy không? Rất nhiều những cái lang băm lang y, cái cách chữa bệnh giống ông Võ Hoàng Yên đang vẫn đang xuất hiện chứ không phải không có. Có nghĩa là vẫn đang xuất hiện chứ không phải không có. Đấy, nhiều người cứ nghĩ là hết rồi, còn nguyên, vẫn có đâu đó vẫn sử dụng những cái phương pháp như vậy để mà kiếm tiền kiếm trác. Còn ông Võ Hoàng Yên thì võ làm im rồi, chắc chắn rồi. Còn Dương Béo khẳng định nuôi Dương đồng hành luôn với chị Nguyễn Phương Hằng về chuyện đó. Dương ghét nhất về những cái vấn đề những người lợi dụng vào vấn đề tâm linh là một để kiếm trác, vì tâm linh không thể đùa được. Dương khẳng định quý vị, Dương rất có tín nhưng mà không thể đùa được. Thứ hai là vấn đề về bệnh tật. Các bạn nên nhớ rằng những cái người bị bệnh, người ta đã khổ sở lắm rồi, cuộc đời người ta đã là những người không may mắn lắm rồi. Đặc biệt những cái bệnh như tâm bẩm sinh vân vân, phải sinh ra trên đời họ đã bị gọi là một cái gieo rằng cả cuộc đời họ. Thì quý vị biết rằng là rất là khổ, mà lại còn lợi dụng cái điều đó để kiếm tiền, lợi dụng điều đó để kiếm danh, kiếm trác, để làm những việc khác, thì nói thật với quý vị, không có gì dã tâm và dã man bằng những con người như vậy. Chuyện Dương ghét này, chúng ta chưa giúp được gì họ cái gì, chúng ta không làm được gì cho tốt, cho đời, cho đẹp cho họ rồi, mà chúng ta còn lợi dụng họ để mà chúng ta đánh bóng bản thân, chúng ta tiếp trác cho cuộc đời của chúng ta, thì những con người đấy là vứt đi. Đối với Dương, Dương khinh, Dương ghét, mà Dương thề, Dương thề tiêu diệt bằng bất cứ giá nào, chị bạn. Cho nên Dương lúc nào ủng hộ chị Nguyễn Hằng với ông Võ Nghiên. Còn nữa thưa quý vị, cái chuyện này mới là chuyện cay đắng này. Cuộc đời chúng ta sinh ra và lớn lên cũng chỉ một lần trong cuộc đời, chúng ta không thể hèn nhát được. Và chúng ta nhìn những cái việc đấy mà nó đang diễn ra, những việc xấu xa thế mà chúng ta không lên tiếng. Đặc biệt là chúng ta có một chút khán giả, như Dương bây giờ có thể có 100 người xem Dương rồi, nhưng 100 người đấy hiểu được chuyện là Dương cũng mừng lắm rồi. Có nghĩa là mỗi một người góp công vào cái việc nhỏ, tựu chung cho xã hội, tựu chung cho cộng đồng, thì 100 con người, 1000 con người, 1000000 con người, thì xã hội mình sẽ tốt đẹp lên. Đó là điều Dương mong muốn thôi, chứ chả được lợi lộc cái gì đâu. Và nếu chẳng may có lợi lộc liên quan đến vấn đề kiếm tiền trên không gian mạng mà đúng đắn chính nghĩa, thì Dương lại quá hạnh phúc. Tại vì đó là công sức lao động và mồ hôi nước mắt của mình, cũng như tri thức của mình, Dương không có gì là ngại cả. Và chỉ trừ những trường hợp lợi dụng tâm linh, lợi dụng tôn giáo, vân vân vân, để chúng ta kiếm trác, đó mới là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải tiêu diệt, chúng ta phải hạ bệ
và chúng ta phải đấu tranh đến cùng. Xin chào và hẹn quý vị.